Nhiều khi làm bông hoa như mày này sướng đấy. Mày chỉ việc nở hoa ra, khoe cái màu sắc ra, ai cũng khen đẹp, không phải làm cái gì hết. Chứ không như tao, hồi nhỏ tao không bao giờ tao nghĩ là khi lớn lên là tao phải cắm hoa đấy. Ước gì được làm bông hoa như mày thì tốt. Làm ở đợi cực quá. Làm như trâu như bò mà lương không bao nhiêu hết. Mà tức thật chứ. Nhà cũng có phụ nữ mà. Sao mà mình phải làm tất cả mọi thứ? Tại sao ô xin mà nó lại cực như vậy chứ? Tại sao ô xin mà nó lại cực như vậy chứ? Không được. Trước khi đi chợ phải live stream một chút xíu, bày tỏ lỗi lòng chứ. Xem hội Oxin hôm nay có gì không ta. Chào anh em trong hội Oxin nhá. Có ai chưa ta? Chúng mới live xíu mà gần 100 người. Dạo này hội Oxin tăng thành viên nhanh thế. Đang rảnh rồi. Ủa? Tôi đang cắm hoa. Đúng rồi, cực khổ lắm mọi người à. Tất cả mọi việc từ A tới Z, cái việc gì cũng tới tay Oxin, bởi vậy bức xúc lắm. Có cái hội này là giống như là mình giải bày được cái nỗi lòng lên đây mình nói xấu chủ, ai biết đâu đúng không? tất cả làm tất cả mọi việc trong nhà này từ A tới Z, từ phụ nữ tới đàn ông là có hết á, một tay mình làm hết. Không một việc gì mà không phải làm mới đau chứ. Ủa? Vụ gì đấy? Bị quấy rối trong thang máy hả? Hay gặp tình trạng quấy rối làm phiền. Trời ơi, thằng nào mà rảnh thế? Này, nói nó rảnh ấy thì đi làm ô xin đi cho bớt rảnh. Thời gian đâu mà đi quấy rối. Dở người. Thôi. Ơi mọi người tiếp tục làm ô xin tốt nha. Bây giờ đi chợ đây. Chào anh em trong hội nha. Chúc hội mình càng ngày càng phát triển, càng ngày càng lớn mạnh. Chủ có vấn đề gì thì cứ nói lên cho đỡ bức xúc. Chứ bây giờ thì khi không biết nói với ai. Rồi. Cái vụ này là có thật hả ta? Bây giờ mà sao lại... Thì coi thử coi. Ôi dồi ôi. Nam này càng bị quấy rối hả? Ôi tôi chết rồi. Nếu vậy một người đẹp sắc nước nghiêng thành như mình, đẹp sắc nước nghiêng thành như mình, nếu mà gặp một người như đó thì làm sao thoát khỏi được? Không được. Mình phải có chiêu. May quá, không có ai theo. Vậy là mình được an toàn rồi. Thôi, ra đón anh nè. Vậy lại cho anh mượn mấy tiền lẻ nha. Chạy xe anh ta không có tiền thối á. Quấy rối hay sao? Che mặt là né camera, ăn trộm hay là ăn cướp đây mà bèo nhèo lượm cái đồ nội trợ của người ta vậy trời. Trời ơi, không lẽ mới thấy ở đó mà bây giờ gặp luôn trời. Mày thoát khỏi tay tao bằng trời con ơi. Anh làm gì đấy? Này anh làm cái gì đấy?
Này anh bình tĩnh nha. Này, ở đây có camera đó nha. Làm sao này cưng thoát được anh? Trời ơi, mình đã bị kín như thế này rồi mà vẫn này đi đâu mà dội mà vàng dữ vậy? Này này, trời ơi, này bình tĩnh nha. Mày vậy người ta mới nói hồng nhan bạc phận mà. Mày ông chặt mày phận nha. Ông chặt ông chặt mày. Cái gì vậy? Mày ăn tay hả mày? Trời ơi. Nó ăn cháo kìa. Cô chủ ơi, cô chủ. Nó sàm sỡ, nó quấy rối. Mày nói tao sàm sỡ hả? Úi da, úi da. Trời ơi. Sao tiện đánh anh? Anh còn hỏi nữa hả? Tự nhiên đang không ra đây sàm sỡ người ta. Bà khùng đó, bà sàm sỡ hồi nào? Anh còn cãi hả? Này anh thấy anh còn, anh thấy tôi nha. Bắt đầu anh, con mắt anh nhìn một cách quyến rũ. Xong rồi đó anh cởi áo ra, cởi dây nịt ra, trời ơi, còn tới để ôm nữa chứ mấy rồi. Mày đã ăn cướp, ăn trộm mà mày còn la làng đúng là, không? Này, anh nói cẩn thận nha. Mặt tôi như thế này mà đi ăn cướp à? Hả? Hả? Anh là thể loại biến thái nha. Anh nghĩ làm sao tôi đẹp quá mà quyến rũ anh quấy rối tôi đúng không? Còn lại ba. Trời. Nhìn cái mặt của ba là con ngửa ba về rồi đó. Chữ đó mà hung ba, sàm sỡ ba hả ba? Này, anh nói gì vậy hả? Dừng lại, hiểu lầm thôi. Đây là anh hai của tôi. Đây là đơ cô xin của em mà. Anh hai hả? Anh hai, tại sao cô chủ lại có một người anh hai biến thái như vậy chứ? Chẳng tôi cởi áo tôi đừng quýnh lộn với anh đó. Còn cởi dây địch ra đó, mà biết gì không? Là vũ khí để chống lại hai cái son của ông kìa. Còn cậu nữa, ăn mặc cái kiểu gì mà bịch thấy ghê vậy? Tại hồi nãy em quay trên hội livestream thấy có một hiện tượng là bây giờ người ta hay quấy rối trong thang máy cho nên là đề phòng. Nói nghe nè, có tuyển ngô xin á, tuyển mấy thằng bình thường chút xíu. Trời, nghĩ sao muốn làm giống như phụ nữ ban ngày ban mặt mặc đồ vậy đi ra ngoài đường dọ thật chết. Đâu được. Sao vậy? Anh nghĩ sao vậy? Bình thường đâu ở được với em đâu. Bình thường đâu ở được với em đâu. Cỡ này trở lên mới ở được. Hả? Nhưng mà em chắc chắn là với nhan sắc này là em phải ngụy trang, em phải phòng chống để cho người ta không tiếp cận quấy rối được em. Cậu yên tâm đi, với cái khuôn mặt này của cậu 100% cậu luôn an toàn nha. Biến thái tới nó chạy trước rồi nha. Thôi lẹ đi mà lên làm việc nữa. Anh hai, mình đi trước đi. Đi thôi. Ê, nghe nghe. Còn nhắc một chữ sàm sỡ nữa nha là tôi sẽ có cơ sở tôi quýnh cho cậu bớt sàm nữa chứ. Thôi anh hai, đi lẹ đi. Lẹ lên nha. Không lẽ vẻ đẹp của mình có khả năng chống quấy rối luôn hả? Đúng là nhiều khi xấu cũng có lợi.